Kim Sang xin kính chào quý đại gia đình nha. Mến kính chúc quý đại gia đình nhiều sức khỏe. Này sàng lên một con Senwa 350 AV ha. Tem này tem bạc nha. Con máy này thì còn khá là đẹp. Đẹp như thế nào thì bây giờ Sang mời đại gia đình mình cùng Sang xem chi tiết bộ phận bên trong của con 350 này ha. Để cho cả nhà đánh giá được tổng thể con máy nó đẹp hoàn chỉnh như thế nào. Rồi mời cả nhà cùng xem. Đây là thân chính của con Senwa 350 ngày hôm nay nha cả nhà. Đây, cả nhà thấy nó còn vàng khe hết nè. Đây, ốc chó, ốc đồ máy đâu. Quá đẹp luôn ha. Cái này nhớ zin của nó vẫn còn nè. Ha, rất là mới. Đây. Máy này thì không còn gì mà để chê hết. Tại vì nó là một con máy đã qua sử dụng mà nó còn được như thế này thì khá là ổn nha cả nhà. Đây, máy khá là đẹp nha. Đặc biệt chiếc bê tông trắng tinh luôn ha. Nếu mà Sang zoom sát vô sẽ thấy được vân ngang. Để bây giờ Sang sẽ zoom sát vô cho cả nhà mình xem. Đây cái vân ngang của máy nè. Đó, 350 mà bê tông còn vân ngang kiểu này thì cả nhà hiểu được con máy đẹp như thế nào ha. Đây, giờ khối nòng của nó còn rất là đóng gần như là không nha. Ha, nó gần như là không, rất là đẹp. Đó, bởi giờ khách hàng nào mà chờ kiếm một con 350 đẹp thì hôm nay có dịp rồi ha. Rồi còn điện zin, nói chung là máy móc nguyên zin hết rồi. Đó, mời cả nhà xem tiếp video nha. Cả nhà đã xem được bộ phận chính của con Senwa 350 hôm nay nha. Bây giờ xin sẽ cho cả nhà xem bình xăng con, còn gọi là chế quạt khí. Ở đây là mặt trong của nó, lưới zin của nó còn rất là đẹp, rất là mới nè, trắng tinh nè ha. Rồi bình xăng con như thế nào, Sang mời cả nhà mình xem bình xăng con thấy ha. Đây là bình xăng con quen thuộc đối với những con máy cưa. Này thì chế quạt khí, thường gọi là chế quạt khí. Bình con máy đẹp rồi, bình xăng con cầm lên nó mới cả nhà. Đây, bình này thì được sản xuất tại Nhật nha. Ốc máy mới còn này. Rất là đẹp ha. Đây, One Pro. Bình này thì Sang đã kiểm tra, súc rửa vệ sinh ha. Rồi bây giờ mời cả nhà xem tiếp video nha. Qua thì cả nhà đã xem được bình xăng con zin One Pro. Nói chung là con máy nó đẹp thì nó sẽ từng bộ phận linh kiện nó sẽ đẹp đều như nhau hết ha. Không có cái nào mà nó bật quá, cũng không có cái nào mà xấu quá ha. Đây, chiều dài lam xích này là nó 5 tấc nha cả nhà. Lam zin của Senwa ha. Đây đầu là tinh rất là dày nha. Đây là thép ha. Rồi bây giờ không dài dòng nữa, giờ Sang sẽ cho cả nhà nghe tiếng máy nổ, con máy này nó nổ như thế nào nha. Đây. Máy nổ rất là giòn nha cả nhà. Xuống là tắt ha. Rồi kéo lên là chạy. Senwa, dòng Senwa thì cực kỳ nhẹ à. Dây dần kia còn chắc tinh luôn. Tắt. Nào, lò xo của nó nè, cả nhà thấy nó còn vàng khè hết ha. Máy này bên ngoài nó sẽ đẹp hơn trong thực tế trên video rất là nhiều nha cả nhà. Tại vì cái màu đỏ này nè, nó lên video nó có thể là sai lệch màu. Nhiều cái điện thoại á thì nó sẽ là cái màu đỏ rực, còn nhiều cái điện thoại thì nó sẽ cái màu tái, hoặc là trên tivi cũng vậy. Sang cũng không hiểu lý do tại sao nha. Đó, nhưng mà hiện tại Sang đang quay đây là cái màu đỏ. Đó, Sang bằng con mắt ngoài của mình nhìn thì thấy nó đẹp hơn rất là nhiều nha. Lên điện thoại thì nhiều khi màu mè nó sẽ khác. Đó, nhưng mà tổng quan con máy lại thì con máy rất là đẹp. Rồi, con này thì nhiều anh kêu đọc thông số kỹ thuật thì con này thì nó bê tông là 37 ly. Đó, 37 ly nhưng mà nòng dài, dên dài nha. Còn này công lam này thì 5 tắc. Xích này là xích 91 luôn nha cả nhà. Xích zin nó 91 rồi, mình có thể xài được 72 cũng được ha. Mình khỏi cần lên nhông. Đó. Nhưng mà nó zin nó vẫn là trái khế nha. Mình xài hết nhông nó mình lên đồng tiền, cái đó thì tùy mỗi nhu cầu nha. Nhưng mà bây giờ mình zin của nó thì mình xài đi. Sướng. Còn thông số gì không ta? Để Sang nói cho nhiều anh chưa biết trọng lượng ha.
Trọng lượng này thì chắc cũng tầm khoảng tổng luôn nha, tổng làm xích luôn nha, mình tính tổng làm xích thì chắc tầm khoảng 6 kg rưỡi 7 kg nha cả nhà. Nó còn mà trọng lượng thô của con máy này không thì chắc cũng tầm khoảng 5 kg, không hơn được ha. Đó rồi, còn chần chờ gì nữa, bữa giờ khách hàng nào mà đang cần một con 350 điện sang thì kêu sang lên, thì hôm nay sang đáp ứng nhu cầu cho cả nhà mình rồi ha. Liên hệ số điện thoại trên màn hình, gặp trực tiếp sang, số điện thoại của sang có Zalo, cứ bấm vào đó là sẽ gọi gặp trực tiếp sang, gặp trực tiếp máy ha. Nên cả nhà không ngại mua xa đó. Rồi, sang cảm ơn đại dình rất là nhiều đã dành ít phút ngắn ngủi xem hết video của sang. Và ai chưa đăng ký kênh thì hy vọng đăng ký kênh và like cho sang một lượt like, để sang có động lực tìm những con máy mà đã qua sử dụng đẹp nhất có thể gửi đến đại gia đình mình ha. Và muốn lên con máy nào, muốn sang vệ sinh con máy nào thì cứ mạnh dạn bình luận bên dưới hoặc liên hệ gặp trực tiếp sang. Sang có rất là nhiều máy ha. Rồi, video sang đến đây kết thúc, hẹn gặp lại đại gia đình trong những clip tiếp theo ạ. Bye bye.